từng giành cao trong cuộc thi sắc đẹp, thành tích đáng nể nhưng đã có chủ. Chung ảnh chụp cô gái trẻ, xinh đẹp đang làm giám khảo trong một cuộc thi về nai vừa mới qua được cư dân mạng truyền tay nhau. Theo thông tin mà một fan ba ge đăng tải, cô gái sinh vào năm 1995, đẹp người, đẹp nết ăn tốt giang nhưng đang pha. Chú thích này khiến cho bao chàng trai phấn khởi xin làm rể nghệ an. Cô gái xinh đẹp đang chấm thi. Liên hệ với nữ chính trong chùm ảnh, được biết cô gái là Lê Thanh Tâm, sinh vào năm 1995 anh lọt anh đô ống kính máy ảnh khi đang làm giám khảo trong một cuộc thi về nai được tổ chức ở Nghệ An. Mình rất vinh dự được mời làm phó ban giám khảo môn nai của cuộc thi Festival Beauty Award 2019 với nhiệm vụ là trực tiếp chấm thi ăn cho điểm thí sinh. Đây là cuộc thi giao lưu tay nghề ba nước Hàn Quốc Việt. Mình cũng rất vui anh hạnh phúc khi hình ảnh của bạn dạng thân bất thần được chúng ta chăm sóc đến, Thanh Tâm chia sẻ. Cận cảnh nhan sắc của Thanh Tâm. Không chỉ lôi cuốn qua loạt hình trên, chính còn gây tuyệt hảo bởi loạt thành tích trong nghề làm đẹp như giải tài năng cây nhiếp ăn năm 2017, giải bàn tay vàng 2019 anh giành giải Miss Beauty Idol xuất sắc năm 2019. Trái ngược với tin đồn là quá gì độc thân, Thanh Tâm dí dỏm cho hay đã có một mái ấm gia đình nhỏ, ông xã cô làm nghề xăm hình anh đàn bà trong năm này đã tròn 2 tuổi. Cô nàng đã có ông xã anh một nhóc tỳ 2 tuổi đáng yêu. Từ tháng lương 2 triệu đến thu nhập 100 triệu tháng. Thanh Tâm tâm sự thích vẽ móng từ nhỏ, dần dần, sở trường ấy trở thành đam mê anh nguồn thu nhập chính. Hiện tại, cô đang là chủ salon làm đẹp ở Diễn Châu, Nghệ An. Bên cạnh đó, chính còn kiêm luôn luôn công việc huấn luyện và đào tạo học viên. Để có được thu nhập 100 triệu tháng như hiện tại, cô gái phải trải qua công việc học ăn làm nghề khá vất vả. Thời gian đầu đi học thực sự không như mình nghĩ. Thấy cô giáo làm mình cứ tưởng công việc đơn giản nhưng thực sự nghề này yêu cầu kỹ thuật cao, sự tập trung tuyệt vời nhất anh phải rèn luyện nhiều mới có những tác phẩm đẹp. Làm công việc này, mỗi ngày phải tiếp xúc với hóa chất ô nhiễm như lưu huỳnh rồi bụi. Mới đầu mình cũng khó tính lắm, dị ứng khắp người nhưng vì thích tạo nên sự bỏ mặc tất cả, lâu dần thành quen. Để có được thắng lợi như hôm nay, Thanh Tâm phải trải qua không ít khó khăn. Mình bắt đầu học nghề từ thời điểm năm 2013, đi làm việc thuê cho những người ta được nửa năm thì gom tiền mở shop. Lúc đầu shop thiếu đủ thứ, mình phải tiết kiệm chi phí cả năm trời tiếp đến để mua thêm phụ liệu ăn máy móc. Nói chung từ số vốn cha mẹ cho để thuê mặt bằng, mình vừa tự xoay sở làm ăn vừa trang trải tiền để nuôi em trai. Khi đó, cha mẹ ly dị, mình mang cả em lên thị trấn để kèm cặp học hành. Từ lúc đi làm việc đến giờ, mình cũng tham gia nhiều cuộc thi, thất bại có, tiền của tốn kém cũng có. Có lúc thức tận sáng để chỉ nghiên cứu và phân tích một mẫu móng mới. Công việc bận rộn khiến cho Thanh Tâm không tồn tại ngày nghỉ. Nhiều khi, cô thấy bi quan vì không có nhiều thời hạn dành cho con, công việc nhà chủ yếu nhờ ông xã. Mặc dù cho có thu nhập cao hơn hẳn so với bằng hữu đồng trang lứa nhưng chính vẫn chưa nhận là người thành đạt. Cô luôn luôn mong muốn được học hỏi và giao lưu để cải cách và phát triển sự nghiệp hơn nữa. Theo những gì mình thấy ở những thí sinh quốc tế đến Việt Nam dự thi thì technology kỹ thuật của chúng ta ý không khác so với Việt Nam. Form móng của quốc tế rất chuẩn chỉnh nhưng đe dân vẽ trang trí móng của chúng ta Việt Nam thì tốt hơn. Mình tin là công việc này sẽ sở hữu triển vọng về sau. Anh đang nỗ lực nâng cao tay nghề để không phụ niềm tin mà không ít học viên đang đạt Ando, Thanh Tâm nhắn nhủ. Một số hình ảnh khác về Hoa Di Nghệ An,